coi như đâu làm dâu đâu. Không có làm dâu đó. Thì nó rảnh lúc nào làm lúc mấy, như con mình thì mình ở nhà mình cũng không có làm gì. Thương lắm chú ơi, thương nó. Nhiều lúc nó làm tôi nhớ đó, nó nói trời về thế nào cũng hung nó nhưng mà về mắc cỡ. Mẹ nói cho con biết nha, mẹ muốn hung con lắm nhưng mà sao mày mắc cỡ. Đối với tôi á, một thời buổi này bây giờ là nó hiện đại quá rồi. Dạ. Cho nên cái sự làm dâu là không có. Nó cũng như con gái của mình thôi, nó cũng đi làm suốt giống như hồi xưa mà tôi đi làm mà có ai mà ở nhà mà nấu bữa cơm vậy tôi mừng lắm, tôi đỡ lắm. Ba của bé là bạn học của tôi. Hai người học chung cao đẳng thống kê kế toán. Cái xong cái 40 năm sau mấy đứa mình ở Úc rồi với ở Mỹ nó đang tìm bạn lại hết rồi, cái bắt đầu mới họp mặt là hẹn thì đi xuống Cần Thơ ở đó mấy ngày. Cái là ba nó nói thôi tôi có đứa gái vậy đó, thôi bây giờ tôi với bà làm xu đi. Wow. Rồi có thì bên đây cũng có thằng trai lớn hơn cô này 1 tuổi rồi dắt con gái lại ra mắt luôn trong nhóm bạn luôn. Là mới bắt đầu mới biết mặt cái ngày đó. Lúc đó cô nhìn thấy nàng dâu tương lai của quá mình đẹp dễ thương. Dạ. Đúng ý luôn mà đúng có ý. Chiều cao nữa. Dạ. Là đúng ý rồi. Rồi khi mà chị gặp mẹ chồng cái lần đó chị cảm thấy như thế nào? Cảm thấy mẹ em chị tiên. Mẹ em vui vẻ, không có giống như là cái kiểu trong suy nghĩ của em là mẹ chồng là khó khăn rồi này nọ. Ủa nhưng mà khi mà mẹ dắt làm mai mối giữa con mẹ với em á thì hai đứa có cảm tình nhau liền không hay ngại ngùng hay là không phải là đối tượng? Dạ mấy lần em nhìn chồng em ghét. Ủa sao kỳ vậy? Nói chung là không có ấn tượng nhiều. Rồi sau đó mới nhắn tin tìm hiểu nhau á thì mới có cảm tình. Lâu. Dạ trong vòng vài tháng. Ha, mẹ có tác động gì giúp cho con trai để tìm hiểu con dâu nhanh? Cũng phải nói vô dữ lắm chứ. Trời nó cũng khôn lắm chứ chú. Nó nói mẹ giới thiệu thì mẹ chịu trách nhiệm nha, có gì là con đổ cho mẹ hết. Dạ thì tại vì con đi làm từ sáng tới 7 giờ tối rồi. Sáng thì con thức thì con chỉ làm được một số việc trong nhà thôi. Ví dụ như là quét nhà, lau nhà hoặc là con nấu cơm con đem theo đi làm vậy đó. Chứ còn thêm nữa thì không làm kịp. Nấu cơm con đem đi con tự ăn đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy con nấu cho con chứ đâu phải nấu cho mẹ. Nấu để lại nữa. Lấy còn để lên khúc cho mẹ ha. Tôi cũng thông cảm cho nó, tự vì sáng nó phải lau nhà lau cửa nữa làm không kịp. Thôi nói thôi cái nào mà con đem theo ăn thì con làm, bao nhiêu cứ để đó cho mẹ. Chứ làm đâu kịp, 8 giờ rồi, 8 giờ tối cái gì à. Trời ơi. Đi suốt vậy mà chủ nhật cũng đi luôn chứ đâu có ở nhà. Ủa gì thời gian đâu làm dâu. Dạ như 1 tháng con cũng được nghỉ 3 ngày á. Thì nếu như mà con muốn ở nhà ngày nào thì con xin nghỉ, con xin ọp 1 ngày. 3 ngày trong 1 tháng đó. Dạ. Là không được liên tục nữa. Rồi những cái ngày nghỉ đó mình nhà mình làm cái gì giúp mẹ nữa hả chị hả? Em cũng chỉ làm công việc nhà thôi. Rồi rảnh thì hai mẹ con ngồi nói chuyện. Ui từ lúc cưới nhau tới giờ đó con với mẹ có làm bếp chung bữa nào chưa? Dạ có. Có ăn cơm chung bữa nào chưa? Dạ có. Ăn cơm chung nhiều không? Cũng đi từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối ăn cơm lúc nào? Nói chung là chỉ có những ngày con nghỉ thôi. Cái mà ăn cơm chung á chắc có thể là đếm trên đầu ngón tay. Dạ. Tự vì 8 giờ tối gì thì tôi đâu có ăn tối được. 5-6 giờ tôi phải ăn, tôi sợ lắm, tôi sợ mập. Tôi phải ăn vậy để hạn chế. Thì 8 giờ cô này mới về là tôi vô phòng rồi. Dạ. Vậy con với mẹ con có hay đi chơi đâu không rồi? Dạ không có thời gian chút. Không có thời gian. Dạ. Coi như đâu làm dâu đâu. Không có làm dâu đó. Thì nó rảnh lúc nào làm lúc mấy, như con mình ở nhà mình cũng không đâu có làm gì. Cũng hay mình ha. Cũng phụ nó bây giờ thôi. Các bà mẹ cũng rất là hiện đại, tức là làm dâu thì rảnh lúc nào làm lúc đó. Khỏe nha. Nó đi làm rồi sao mà. Nhưng mà con bé này nó được cái là nó hiền, nó nghe lắm. Dạ. Mẹ nói gì là nghe nấy chứ nó không có cãi lời không ấy. Ví dụ như làm cái đó không vừa bụng thì nói là con đừng làm gì. Thì sao con phải làm thí dụ nấu ăn là mặn quá thì mẹ ăn phải hơi lạc thì làm lạc rồi. Dạ. Cô có buồn con dâu điều gì chưa từ hôm nay? Chứ thật sự là không buồn. Dạ. Tự vì thấy nó rất là dễ thương. Nhưng mà cô có thấy cái điều gì mà giữa cô và con dâu mình chưa có hợp nhau không? Không hợp đó là có một cái là cô này thì hơi bề bộn. Tự vì cô quá kỹ là một tập tóc đó dưới đất cô cũng kiểu nổi. Dễ hứa. Cô quá kỹ thành ra có khi là vậy mà mình khó đó. Dạ. Từ lúc mà coi cái chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu
bắt đầu cởi là mở lòng ra thôi, giảm bớt, khó quá, mơ mốt con mình nó không có hạnh phúc. Dạ. Vậy là mẹ chồng nàng dâu có hiệu quả đó nha. Hiệu quả lắm đó chứ. Dạ. Thôi để mình mất kinh nghiệm. Dạ đúng rồi, có những câu chuyện làm chúng ta sẽ nhìn lại thì thấy mình trong đó, mình giảm, mình gia giảm giống như gia vị đó, cho cái món ăn nó đẹp hơn, cho gia đình hạnh phúc hơn á con ạ. Chứ nếu như mà kỹ đúng như mẹ con nói thì là con hơi mệt đó nha. Kỹ lắm á, trời ơi, ông xã tôi còn chịu không nổi tôi á. Không có phải khó quá, nói là không phải chịu không nổi. Trời ơi, tôi làm cái gì phải sạch, tôi mới chịu, đã thời gian bỏ ra là phải làm cho thật kỹ, không nên làm lại lần thứ hai. Thương lắm chú ơi, thương nó. Nhiều lúc ấy làm tôi nhớ đó, nó nói trời ơi, về thế nào cũng hung nó, nhưng mà về mắc cỡ. Nó về mắc cỡ quá. Cái này là mẹ nói cho con biết nha, mẹ muốn hung con lắm nhưng mà sao mày mắc cỡ. Không có gì đâu, con dâu mình mà. Nhưng mà tự nhiên mắc cỡ á. À dạ, thì chính là vậy, con dâu phải chủ động. Dạ. Nhào tới hung mẹ liền. Có chưa? Dạ chưa. Không? Con dâu là chắc cũng mắc cỡ luôn. Dạ đúng. Trời ơi, con này mắc cỡ dữ lắm. Tôi thấy rằng là nhiều nàng dâu rất là khéo nha. Dạ. Về là mẹ, ô mẹ về, tự nhiên là mẹ bữa nào mà không thấy con dâu là mẹ nhớ liền. Chồng con cũng kêu vậy đó mà con chưa làm được. Thử đi, giờ mình thử làm lần cái từ từ mình quen à. Con cứ tưởng tượng như chồng con đi. Dạ, chồng con cũng nói như chú vậy. Nói sợ em làm với anh được nhưng không làm với mẹ được. Với cái tuổi này mà được như thế này là quá quá tuyệt vời rồi đó. Dạ. Chứ không biết mình tới tuổi đó còn nhảy nổi không. Không, chú tập thường là chú làm được hết á. Nổi. Dạ. Con tập 5 phút rồi con thở con mò. Đối với tôi á, thì một thời buổi này bây giờ là nó hiện đại quá rồi. Dạ. Cho nên cái sự làm dâu là không có. Nó cũng như con gái của mình thôi. Nó cũng đi làm suốt giống như hồi xưa mà tôi đi làm mà có ai mà ở nhà mà nấu bữa cơm gì tôi mừng lắm, tôi đỡ lắm. Tự vì hồi xưa đi vừa đi làm rồi xong về chợ búa rồi con cái nữa rất là khổ, nhưng mà bây giờ mình thấy nó vậy là mình phải giúp đỡ. Hay quá. Con dâu đối với con tức là từ đó giờ con suy nghĩ là mẹ chồng giống như là cái gì đó dữ lắm, nhưng mà đối với mẹ chồng con hiện tại bây giờ thì đối với con là quá 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 tuyệt vời. Con mong muốn sắp tới là mẹ con sẽ như thế nào? Dạ mẹ con thì bớt lo cho con đi, suy nghĩ cho mẹ nhiều. Con nghĩ là mẹ con cũng cần cái sự chia sẻ chăm sóc của con với mẹ. Dạ con. Dạ. Tại vì con hình như là nào giờ con sống là thiên về nội tâm nhiều á, cho nên là con ít có bày tỏ ra được, cho nên là con có thiếu sót đó. Có bao giờ con ngồi khóc với trước mặt mẹ chồng vậy chưa? Dạ. Chưa đúng không? Dạ, không, nó khóc lén thôi mà chú ơi. Tại vì bữa đó tôi về tôi mới nói là nè mẹ nói cho tụi con chuẩn bị tâm lý trước ha. Mẹ thấy với bố vậy đó, thấy tập thể dục vậy đó, nhưng mà con người nó vô thường mà. Khi thấy vậy chứ chết bất thình lình, nó ngã lên tăng sông cái này kia đó. Cho nên mẹ nói vậy cho tụi con chuẩn bị, đừng có thấy rồi không chuẩn bị tới lúc mẹ ấy hụt hẫng quá, cái gì cũng dựa vô mẹ. Bây giờ mẹ làm gì cứ học hỏi. Nhưng mà cô có mong muốn là con dâu cô có một cái điều gì thay đổi trong cuộc sống không? Bây giờ chỉ có mong là có cháu thôi. Giờ không biết nàng dâu mình có dự định gì cho tương lai chưa nha? Ngán để. Dạ. Con dâu nó có con rồi, nó cũng đi từ 8 giờ sáng 8 giờ tối đó. Rồi ai chăm sóc cháu? Thì cũng hai ông bà già hoặc là gửi gì dưới quê cho bà ngoại ông ngoại. Ông xui tôi, ông nói rồi mà. Ông nói ha, nói mơ mốt á nghe, giao trước rồi đó, mơ mốt có cháu là ông giữ nó. Rồi bà nhớ nha, bà đừng có giành với tôi nha. Xong rồi nói con dâu ha, tôi gả rồi con gái tôi cho bà rồi, phần sau là con dâu bà tự chịu trách nhiệm, tôi không có chuyện gì hết. Hôm nay thì chồng con có gửi một bức thư để Quỳnh Linh đọc coi lá thư gì đây. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã lo lắng và quan tâm cho con. Con cũng cảm ơn mẹ vì nhờ mẹ mà con có vợ như ngày hôm nay, một cô vợ đảm đang và xinh đẹp. Anh cũng cảm ơn em, vợ, vì nhờ em mà anh thay đổi nhiều thứ lắm. Hôm nay con cũng muốn mẹ và vợ hiểu nhau hơn nên con đăng ký tham gia chương trình. Vì con biết từ lúc cưới đến giờ thời gian cũng không có nhiều bên mẹ nên hai người không hiểu nhau. Lúc vợ con về thì mẹ cũng đi ngủ rồi. Thực sự vợ con cũng là người rất quan tâm đến mẹ, chỉ là hai người chưa hiểu nhau một tí mà thôi. Con mong mẹ thông cảm cho vợ của con. Còn vợ à,
anh biết cuộc sống em trước đây có nhiều chuyện buồn rồi, nên bây giờ anh muốn em vui vẻ hơn thôi. Đôi lúc anh cũng khùng khùng điên điên vậy đó, nhưng mà thực chất anh muốn em vui vẻ hơn. Chứ thật ra mẹ và vợ con tuyệt vời lắm rồi. Cũng biết là lúc khủng khủng à. Chọc dở suốt ngày. Nhưng mà sau khi chị nghe lá thư này xong thì chị cảm thấy như thế nào? Cũng có chút cảm động. À, chúng ta có một chút nhướng gì điều đó chưa hiểu nhau, chưa chia sẻ nhiều với nhau, thì bây giờ chúng ta bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, như là lá thư con trai cô viết vậy. Cảm ơn cô rất là nhiều. Bà hội đồng. Thôi bây giờ mình hung thoải mái đó, con dâu hung mẹ đi được không? Bây giờ là ngày nào cũng vậy nha con nha, ngày nào cũng ôm hung mẹ trước khi đi làm là không